Bạn thân mến, điều đáng tiếc là chúng ta lại để lỡ mất tình yêu trong những năm tháng còn tự do bay nhảy và chưa muốn bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân. Để rồi cho đến khi 30 và độc thân lại nhớ đến mảnh tình cũ ngày nào với nhiều tiếc nuối. Trong radio tình yêu của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự 30 tuổi rồi. Đừng để lại nuối tiếc vì yêu, được gửi đến từ Tóc Nâu. Tôi là một cô gái không còn ở độ tuổi tươi sắc nữa. Thời gian cứ mãi chuyển động không ngừng nghỉ, và tuổi xuân tôi cứ thế trôi đi chẳng gì níu giữ được. Ở tuổi 30, tôi ngại với gia đình vì chưa tìm về cho cha mẹ một người con rể. Ngại với người đời khi ra đường ai cũng chỉ trỏ, bàn tán là gái ế. Ngại với người mà tôi từng yêu vì không yêu hết mình. Và tôi ngại với chính mình vì không sống cho mạnh mẽ, để rồi hạnh phúc cuộc đời tuột khỏi tay. 30 tuổi, con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu qua đỗi quen thuộc. Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa? Ôi, cái câu sắp lấy chồng chưa ám ảnh tôi. Đến cả trong giấc mơ cũng vậy. Không phải tôi không muốn lấy chồng. Không phải tôi xấu tới mức không ai thèm hỏi. Tôi là một cô gái tương đối xinh đẹp trong mắt mọi người. Tôi đã từng yêu. Nhưng vì tình yêu ấy khiến tôi sợ, không dám yêu nữa. Tôi còn nhớ khi tôi 24 tuổi, tôi vừa ra trường chuẩn bị đi làm. Tôi quen một anh bác sĩ. Anh ấy rất chững chạc, yêu đời, biết quan tâm người khác. Trong vài lần tình cờ gặp gỡ, chúng tôi đã dần dần mến mộ và quyết định nắm tay nhau trong chặng đường phía trước. 24 tuổi, ngày ấy tôi còn nhiều mơ mộng, nhiều ấp ủ về một tương lai toàn màu hồng bên anh bác sĩ. Nhưng anh lại khác. Anh hơn tôi 6 tuổi, giống như tôi hiện tại, một bác sĩ 30 tuổi thì việc xây dựng gia đình là lẽ thường. Anh ngỏ ý hỏi cưới tôi, nhưng chuyện cưới xin với tôi khi ấy là quá nhanh. Tôi còn muốn mơ mộng nữa, còn muốn nhõng nhẽo bên anh, nên câu trả lời của tôi là, từ từ anh ạ. Lấy chồng ở độ tuổi 24 với tôi là quá sớm, nhưng tôi đều đặt vị trí của mình vào anh để suy nghĩ. Anh đâu còn trẻ trung gì. Chắc hẳn gia đình anh đang thúc giục lắm. Nhưng tôi vẫn cứ rảnh rang, trễ nải, để rồi một hôm anh nói với tôi. Em ạ, em xem thế nào chúng mình tính chuyện cưới đi, không gia đình anh giục lắm. Sao vội vàng thế anh? Không vội đâu, anh đã 30 rồi còn gì. Em không tính đi, không khéo mất anh đấy. Anh vừa nói vừa đùa, khiến tôi vô tâm không nghĩ gì. Mất anh, cho anh mất luôn đấy. Tôi nói cười đùa, chẳng biết lòng anh đang rối bời. Mấy hôm tới bố mẹ anh bắt anh đi xem mắt. Tôi giữ người lại, rồi làm giá lên. Anh nghe lời bố mẹ thì cứ đi đi. Rồi anh đáp. Em cũng phải thể hiện thái độ trước mặt bố mẹ anh chứ. Cho bố mẹ biết chúng mình sẽ cưới. Tôi nói. Vâng, có cưới, nhưng không phải bây giờ. Đợi em một vài năm nữa, em ổn định sự nghiệp. Anh và em tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Anh có vẻ giận, đáp lại tôi. Anh đã đợi, đến bây giờ hai đứa không còn trẻ nữa. Sao em cứ trẻ con mãi thế? Và thế là chúng tôi giận nhau. Đến hôm anh đi coi mắt, anh nhắn cho tôi một tin. Em đến nhà anh đi. Em không đến thì anh cũng chịu thua em đấy. Anh đi cùng người khác, em đừng có giận đó. Tôi không để ý gì đến tin nhắn đó của anh. Vì đơn giản tôi nghĩ, anh sẽ lại chiều theo ý của tôi. Đâu biết rằng, anh đi xem mắt và kết quả gia đình anh muốn anh lập gia đình luôn vì bố anh đang yếu. Mấy lần gọi cho anh giận tôi không nghe máy, rồi anh gọi lại tôi còn làm kiêu không chịu bắt máy. Cái sự kiêu căng của tôi dần dần làm chết dần tình yêu của anh dành cho tôi. Dần dần không thấy anh liên lạc với tôi nữa. Tôi yêu anh, tôi cảm nhận được sự tan vỡ trong tình cảm của hai đứa. Có lẽ lúc này tôi phải đứng lên giành lại tình cảm của mình. Hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ vậy và hành động theo. Nhưng đến khi trực tiếp bắt gặp anh đi cùng người đó, tôi lại lặng người. Định ra mặt mà lại ngại ngùng tránh né. Rồi có lần anh nhìn thấy tôi, anh nói. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Em không. Em. Anh yêu cô ấy rồi sao? Anh không còn thương em nữa sao? Yêu, anh còn yêu. Nhưng em chỉ yêu mà không muốn đi đến cùng.
nên anh đâu làm thế nào được. Em xin lỗi, bây giờ em đồng ý có được không anh? Trễ rồi em ơi, tháng sau anh cưới rồi. Tiện đây anh mời em đến dự đám cưới anh luôn. Bố anh đang yếu, phải cưới gấp. Sao anh không bảo em là bố anh đang yếu? Tôi vừa nói, vừa khóc trong sự hối hận, tiếc nuối. Em gặp bố anh nhiều vậy rồi, anh còn phải nói sao? Em xin lỗi là tại em. Anh có thể không cưới cô ấy không? Em yêu anh mà. Muộn rồi em ạ. Anh đã gọi cho em, nhắn tin cho em, mong em thay đổi. Nhưng em đâu có tin tức gì. Em có mà. Nhưng em không dám ra gặp mặt bố mẹ anh. Em sợ bác mắng, sợ anh từ chối. Thôi đi, em đừng nói nữa. Em không cần anh trước. Em lại không dám giành lấy thứ vốn là của mình. Chính em đẩy anh đi. Bây giờ em đừng níu kéo nữa. Anh đi để lại cho tôi một khoảng trời tiếc nuối, đau đớn. Ngày đám cưới anh, tôi đâu dám đến, chỉ dám gửi lời chúc phúc. Mất anh, trái đất vẫn quay, tôi vẫn phải sống tiếp. Nhưng tôi biết hạnh phúc phải gìn giữ và giành lấy mới có được. Chẳng bao giờ hạnh phúc tự đến với ai cả. Thỉnh thoảng đi đường, thấy những gia đình nhỏ đi bên nhau hạnh phúc, tôi lại giận bản thân mình. Lẽ ra mình đã có một tổ ấm như thế kia, nhưng tại tôi hết. Bây giờ tôi đã 30 tuổi, từ vết xe đổ trong tình yêu ấy khiến tôi sợ sệt đứng trước tình cảm. Anh và tôi vẫn thường nhìn thấy nhau, nhưng không phải là ánh mắt trao cho nhau tình yêu nữa. Với tôi, đó là ánh mắt nuối tiếc, ân hận. Còn anh, có lẽ anh trao cho tôi ánh mắt buồn, thất vọng vì tôi sống không hết mình, không biết gìn giữ hạnh phúc của mình. Giá như tôi biết quan tâm anh hơn, biết đặt mình vào vị trí của anh, tôi sẽ không đẩy anh ra xa cuộc sống của tôi. Giá như tôi sống mạnh mẽ hơn, dám làm vì hạnh phúc của mình, thì giờ tôi đã không hối tiếc. Giá như tôi biết mình đang sống trong hạnh phúc, để đừng tham lam quá, thì bây giờ tôi đã không cô đơn. Nhưng tất cả chỉ là giá như, trong cuộc sống đâu có từ giá như. Bây giờ tôi đã biết, khi sống và làm cái gì cũng cần làm hết sức của mình. Có như vậy, khi nhận kết quả, ta mới không hối tiếc. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ Tóc Nâu. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang với các giọng đọc Bạch Dương và Thắng Leo. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại website blogradio.vn và kênh YouTube Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.